Quân gọi hết đồ Quân ra khỏi nhà tôi ngay. Cô ngu dốt đúng như lời anh Sang nói ấy. Con muốn giả thối ra này. Chết ở ngoài đường không nhắm được mắt. Ôi, con đàn bà tôi đang kia, ra đây. Đây này, cô nhìn tặng phẩm của cô đi, cô vui lòng chưa, hả? Ừ, em chỉ vừa vào lấy cho mẹ cốc nước thôi, em chưa kịp dọn. Ở nhà cả ngày có mỗi việc chăm sóc mẹ với cả dọn dẹp nhà cửa. Cô mà không làm được ấy, thì Quân gọi hết đồ Quân ra khỏi nhà tôi ngay. Để tẹo nữa mẹ ăn xong rồi em dọn một thể. Và vẩn. Để con đút cho mẹ ăn tiếp nhá. Bây giờ bác sĩ bảo là bệnh của mẹ chỉ cần là chịu khó ăn uống, ăn tốt rồi uống thuốc đầy đủ, chăm tập luyện là mẹ sẽ mau khỏi thôi. Mẹ chịu khó ăn đi, rồi lát con đưa mẹ ra ngoài hít thở không khí trong lành nhá. Này, thế không bị đưa em về nhà à? Em chán làm cảnh bồ nhí lắm rồi. Em định về nhà anh sống thật đấy à? Chứ sao nữa, em yêu anh bấy lâu nay, hy sinh ở thanh xuân này, nhan sắc cho anh bao nhiêu năm nay rồi. Chẳng lẽ em không được một cái danh phận, không được một cái tài sản gì à? Nhưng mà chưa được. Tại sao? Anh không yêu em, hay là anh vẫn luyến tiếc vợ của anh? Ôi dồi ôi. Ê, này, anh nói cho em biết nhá, anh chán ngấy cô ta đến tận cổ rồi. Nhìn là đã phát buồn nôn ý, chứ nói gì đến việc ăn. Thế tại sao anh vẫn ở với nó? Nó không ở với em. Anh thì anh luôn luôn thích ở với em. Nhưng mà mẹ anh thì lại bị bệnh. Anh lo em lại phải chăm sóc mẹ anh. Thế nên là... Mà cô ta ấy, cô ta đang làm cái việc chăm sóc mẹ anh rất là tốt luôn. Thế nên anh mới giữ cô ta ở lại đấy chứ. Ôi giời, tưởng cái gì, mẹ của anh cũng là mẹ của em. Lấy em về đi, em chăm sóc cho mẹ anh cho, được không? Ôi, thật á? Em đúng là đẹp người, lại còn đẹp cả nết nữa. Tại sao anh lại không gặp em sớm hơn nhở? Thế quyết định thế nhá. Mẹ cố gắng lên nhá. Mẹ con mình vào đây ngồi nghỉ một chút, con mua cho mẹ cốc nước cam. Mẹ ngồi xuống đây. Này, cô phải vợ của anh Sang không? Hả? Đây là vợ anh, còn đây là mẹ anh ấy. Anh với cô ta là thế nào? Là thế nào á? Cô nhìn tôi với anh Sang thế này mà lại không biết chúng tôi là thế nào à? Chúng tôi là người yêu đấy, cô có hiểu không? Eo ơi, cô ngu dốt đúng như lời anh Sang nói đấy. Thôi, cô nhìn thấy rồi ấy, thì tôi cũng không còn gì để mà giấu cô nữa. Xin giới thiệu với cô, đây là Thư, người yêu của tôi, hiểu chưa? Hóa ra, đúng là anh có bồ thật à? Anh lại còn dám ngang nhiên ngoại tình trước mặt vợ anh à? Thì sao? Cô là cái thá gì mà tôi phải nể nang chứ, hả? Chẳng lẽ anh không coi tôi là vợ anh nữa sao? Anh không còn yêu tôi nữa hay sao? Ôi, vợ á? Yêu á? Ôi, này, tôi nói thật nhá. Tôi nhìn cô ấy đã chán ngấy đến tận cổ rồi. Chứ không phải nói gì đến yêu với chả vợ. Tôi nói thật là con gái với nhau ấy, nhìn cô chẳng có tí hấp dẫn nào cả. Yêu ơi trông trông, quần áo này, bô nhách, xong là trang điểm cũng không có nữa, đầu tóc thì bù xù. Bảo sao anh Sang anh ấy chảy chán. Mà này, tôi ngửi cái người chị ấy, hình như có cái mùi gì hôi hôi ấy. Cứ thoang thoảng ghê ghê. Bảo sao mà chẳng buồn nôn. Em ơi, vợ với trẻ con thế này thì khiếp lắm. Ôi, mà tôi nói thật nhá, trông chị thế này, chắc là anh Sang thuê chị về làm người ở thôi đúng không? Để chị yên tóc mẹ anh ấy, chứ còn không thì... Mà tôi nói nhá, đúng là vì anh Sang vì mẹ nên mới
giữ cô ở lại đấy. Giữ cô ở lại làm gì? Để lại làm con ô xin, cô đã hiểu chưa? Hóa ra bấy lâu nay anh chỉ đang lợi dụng tôi à? Lợi dụng cái gì chứ? Hả? Tôi nói cho cô biết nhá, tôi cho cô cái danh phận là vợ tôi ấy là đã bất lợi cho tôi lắm rồi. Cô còn đòi hỏi cái gì hơn nữa? Hả? Dù sao cũng là vợ chồng với nhau, anh có cần thiết phải phũ phàng, bội bạc với tôi như vậy không? Không thích à? Vậy hay thế này nhá, cô về nhà cô thu dọn hết cái đống quần áo bẩn thỉu của cô đi, xong cô biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nếu như mà không vì mẹ thì tôi cũng chẳng cần đâu. Ơ, mẹ? Nhưng mà tiếc ý, mẹ là mẹ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lo cho mẹ tốt hơn cô. Cô hiểu chứ? Mẹ đi đây với con. Tôi đã quyết định rồi. Từ giờ hai mẹ con tôi sẽ sống với nhau. Hai mẹ con tôi sẽ biết chăm lo cho nhau. Cô không cần liên quan nữa. Nghe được chưa? Cô về nhà và dọn hết đồ đạc đi. Chị yên tâm đi, đừng có mà lo gì cả. Tôi và anh Sang sẽ sắp mẹ tốt hơn chị gấp ngàn lần. Nội trong ngày hôm nay ấy, cô phải dọn dẹp hết đồ đạc. Không thì đừng có mà trách tôi ác, cô biết chưa? Đi mẹ. Mẹ ơi. Ăn đi, ăn nhanh lên. Không chịu ăn đấy nhở? Ăn đi. Con ngủ này, không chịu này. Hai mẹ con ở nhà, anh đi làm nhá. Mẹ nhà chăm sóc mẹ cẩn thận đấy nhá, Dương nhá. Mẹ ăn đi. Anh đi đây. Mẹ ngoan à? Mẹ ăn đi. Nhiều đồ ngon thế này mà mẹ không ăn à? Anh đi làm nhá. Bây giờ bà muốn con ăn không? Hả? Ăn đi! Này, ăn đi này! Ăn đi! Ăn đi! Ôi. Con mụ già thối tha này! Bà sao? Bà sao hả? Này, bây giờ bà có ăn hay không? Bà mà không ăn ý, tôi cho bà xuống suối vàng luôn! Cùng với chồng bà! Bà có tin không hả? Có ăn không? Ăn đi! Ăn đi! Ăn đi! Được rồi! Tôi cho bà nhịn mấy ngày luôn! Để xem ai thắng ai nhá. Cậu vốn là đứa trẻ mồ côi, được đem về nuôi để sau này phần dưỡng trẻ hơn. Theo như quẻ gieo này, cuối năm nay người nuôi dưỡng cậu năm xưa sẽ là người đem tai họa cho cậu cả trong công việc và sức khỏe. Nên cậu mong tìm cách tránh xa nào ra, hiểu chưa? Này, sao anh cứ ngồi thừ ra đấy hả? Rồi, anh đang nhớ lại lời ông thầy bói hôm trước em dẫn đến xem ấy. Anh nhẹ hãi quá. Mà kết quả xét nghiệm thế nào rồi? Có chưa? Đây, em mang về cho anh rồi đây này. Thấy chưa? Em đã nói với anh rồi. Ông này là không có dở sai đâu. Anh cứ nghi ngờ. Thì ra mấy lâu nay là bà lừa tôi à? Hả? À? Bà nhận tôi về nuôi để có người phụng dưỡng bà lúc về già đúng không? Trời ơi, tốn biết bao nhiêu là tiền tôi chữa bệnh cho bà. Khốn nạn! Thế mà bà có giấu tôi mấy chục năm nay à? Thôi, chuyện đã qua rồi anh. Nhưng mà em nghe nói cuối năm nay là bà ấy vẫn còn ở đây. Bà mà còn ở đây ấy là điểm xấu, điểm gở của tôi. Bà hiểu chưa? Bà cút, cút ra khỏi nhà tôi. Đi. Coi như từ bây giờ tôi đã trả hết công ơn nuôi dưỡng của bà. Tôi với bà từ bây giờ hết nợ ân tình, không liên quan đến nhau nữa. Này, tôi nói cho bà biết nhá. Tôi cho bà cái áo rách này này, cả cái đồ của con chắc nữa. Bà lấy hai cái này đi mà đi ăn xin.
có khi sang ngoài đường á, người ta lại thương, người ta lại cho túi đồng đấy, bà hiểu không? Coi như tôi và anh sang làm ơn làm phúc cho bà. Thôi, đi bà đi em. Khóa cửa vào để cho bà ta đỡ phải vào. Bực mình mà. Chắn ngang trước cửa nhà chúng tôi. Bây giờ hai người tránh ra để cho mẹ con tôi còn vào trong nhà. Mình đi thôi mẹ. Đi con. Mẹ. Mẹ khỏi bệnh rồi à? Các người nghĩ bà già này dễ gục ngã, dễ chết lắm hay sao? Con. Tôi không có đứa con trai như cậu. Đừng xưng con với tôi. Hải ơi, bây giờ là bà giàu có, thế nên là bà quên cái thằng con nuôi này rồi đúng không? Ngày xưa may là tôi phát hiện ra sớm, thế là tôi đuổi tận bà ra khỏi nhà ấy, là đúng rồi. Đủ bất hiếu. Mày bị con đàn bà này làm mê muội. Tao mang nặng 9 tháng 10 ngày đẻ ra mày, mà mày nỡ lòng nào gửi tao ra ngoài đường làm ăn mày ăn xin. Bà nói cái gì? Rõ ràng là có giấy xét nghiệm ADN đàng hoàng nhá. Ôi mẹ ơi, lúc đó con chốt dại. Ngày xưa bởi vì em không muốn nuôi mẹ nên mới nghĩ ra cái kế đấy để đuổi mẹ ra khỏi nhà. Cái gì? Cô nghĩ ra cái trò này á? Ôi, đúng là một con đàn ông à. Nhưng mà bây giờ anh nhìn xem, bây giờ mẹ giàu có như này, khỏe mạnh như này rồi thì đáng lý ra mẹ phải cảm ơn em mới đúng. Mẹ à, bây giờ mẹ nhìn anh Sang đi, anh ấy què chân cụ tay thế này, bọn con còn nghèo khổ nữa. Mẹ giúp bọn con đi mẹ. Cảm ơn sao? Cô đúng là cái loại phù thủy. May mà ngày ấy có con Trang nó cứu tôi, chứ không ấy tôi chết ở ngoài đường không nhắm được mắt. Giờ cô còn dám mở miệng ra để cầu xin tôi cứu giúp sao? Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Mẹ nóng giận quá lại phát bệnh ra đấy bây giờ. Thật may cho tôi, vì thương con nên tôi dành dụm được ít tiền cho anh. Nhưng mà vì tôi bị bệnh, tôi không nói ra được. Thì đến cái ngày anh đuổi tôi ra ngoài đường ấy, tiền của tôi vẫn còn nguyên. Tôi và mẹ đã lâm vào cảnh khốn cùng. Cũng may là có 500 triệu mẹ đưa cho tôi, tôi mới có vốn để làm ăn khấm khá như ngày hôm nay, mà còn có tiền để chữa bệnh cho mẹ nữa. Mẹ ơi, con sai rồi. Chẳng qua là ngày xưa con bị cái con rắn độc này nó lừa thôi. Đời người ai chẳng mắc sai lầm cả mẹ, đúng không? Mẹ tha cho con đi. Trang, em tha lỗi cho anh đi. Anh nói thế mà nghe được à? Tôi không có đứa con trai phụ bạc vợ, đuổi mẹ bệnh tật ra ngoài đường như anh. Mẹ chỉ có một mình con thôi,
chả lẽ là mẹ bỏ rơi con thật à? Mẹ, anh Sang cũng chỉ là bị người đàn bà khác lừa gạt thôi. Mẹ tha thứ cho anh ấy và chấp nhận anh ấy đi mẹ. Trang ơi, anh sai rồi. Em xin lỗi nhá. Tôi và anh đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Tôi thấy anh chăm sóc mẹ cũng là bởi vì tôi coi mẹ như là mẹ đẻ của tôi. Còn anh có mẹ mà anh lại cư xử bất hiếu như vậy. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con. Tôi cũng không nỡ nhìn đứa con ruột của mình đứt ruột đẻ ra rơi vào đường cùng. Thật ra mẹ cũng tha thứ cho con từ lâu rồi. Giờ thì mẹ chỉ biết xin cái Trang nó giúp đỡ con để con chữa bệnh thôi. Sau này con cũng đừng tìm cái Trang để làm phiền nó nữa. Con hiểu chưa? Thế còn em? Còn em thì sao? Còn cô á? Cô tự lo cho bản thân mình đi. Từ bây giờ tôi với cô không liên quan gì đến nhau nữa. Anh đừng lại. Anh đừng đi. Còn cô, tôi cũng có thứ cho cô đây. Cô đợi tôi một lát. Cô cho tôi cái gì thì tôi trả lại cô thứ đó.